Nếu như mọi người dùng trên đồ của mình dù không anh lo đây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số những điều bổ ích cho máy khách nha các bạn. Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu nào. Go! Thì các bạn cũng đã chán gì gì luôn luôn để tìm mới rồi phải không? Thì để sẽ không còn những đề nữa gì giờ. Hoài. Em muốn những điều của đó là tuyết nè, đoạn bí cô với mấy gỗ sò gì thôi. Cái thì bạn là theo mình nhé. Nè, đó. Đây. Các bạn hãy sử dụng nữa này nha. Và cũng một số bạn đã biết về cái này phải không? Thì các bạn thì đừng chỉ cho ta nhé. Cho người khác với bạn để mình chỉ cho. Rồi. Cần phải lắp cái này ta. Để các bạn hãy tạo con mùa người tới bên trong nhé. Đây. Cái này đi. Đập cái này. Đó, giờ đập cái này. Chạy cái vùng là đào thôi. Nên có một tấm tuyết trong tầm đó. Thì cái này chỉ hướng dẫn các bạn như đó thôi. Giờ chúng ta bước thế nào thì các bạn cũng phải thì cái này cũng chẳng gì khác thôi, gì là chỉ đọc chúng các bạn đỡ tốt ít lần thôi. Thì mà biết thì là một cánh cổng lên đây thì các bạn phải thường làm tóc phải không, thì không thì khỏi cần đâu các bạn, không phải là tóc cũng được. Thì các bạn chỉ cần chính giữa là chỉ giờ là được rồi. Bước ba thì các bạn cũng đã chán với đánh người Indo bằng người đánh ngoài không, thì các bạn phải tìm một chỗ như thế này nè, chuẩn bị đưa lại nha. Đây đó, giờ thì mình sẽ chỉnh sang chế độ sinh tồn nhé. Được rồi, giờ thì mình sẽ chỉ hỏi các bạn đó. Ủa, gì vậy? À, quên nữa, mình đã chơi được đặt cái đồ bình yên mà. Quên tiêu. Được rồi, cái này. Em đến tới kia, mình tắt không? Thì mình chỉ nhắc lỗi. Thì em không thể lấy hình hóa gì tại không? Cái này mình lỗi trước thôi. Rồi, cái đó mình xuất hiện đó. Điểm tâm. Rồi đôi đó đó. Thôi đó. Rồi đó. Mình sẽ ghi lên cái điểm tâm. Chết đi nè. Chết đi tất cả chắc chờ đi. À, mấy tụi mày chết chờ đi. Yeah. Ủa, con nào nào hả? Thì hướng dẫn của mình chịu gì đây hả? Thì okay, mình chỉ biết được cái đó thôi. Thì nếu mấy bạn muốn làm là tí hãy share, subscribe và like nhé. Rồi, bye. Bye.